B-Audio Sài Gòn xin mến chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay B giới thiệu với quý vị một cái dòng âm ly đề nông. Nó chạy mạch class A nha quý vị. Siêu đẹp luôn và mức giá khá là dễ chịu. Chưa tới 10 triệu quý vị ạ. Chưa tới 10 triệu. Nhưng mà phối ghép được rất là nhiều loa nha. Và cái đặc biệt là cái mặt của nó là màu vàng gold. Vô cùng sang luôn. Và model của dòng âm ly này là BMA 1000G. Thì quý vị nhìn cái mặt trước của nó nè. Đẹp lung linh, không có tì vết nha quý vị. Tí nữa bên trong bây cũng tháo ra cho quý vị nhìn bên trong luôn. Nói chung là không, bên trong là đẹp, không có rỉ ố gì hết nha. Đây là cái nút chỉnh bass ba lăng nè, đầy đủ hết nha quý vị. Volume nó nằm đây. Đây là chuyển cổng. Đây là cái chúng ta khi chúng ta đánh AB hoặc A cộng B thì quý vị cứ xoay, thay vì nhấn thì cái dòng này nó làm một cái nút tròn xoay vô cùng sang, tại vì nó cân đối giữa cái nút input và nút này nè quý vị, rất là đẹp nha quý vị. Này, dòng này thì nó chạy sò móc phết nha quý vị, 8 con sò, hai bên nó có thêm hai cái má gỗ bóng này. Dòng này thì nội địa Nhật nên là nó chỉ có điện 100 thôi nha. Phía sau này quý vị, phía sau nhìn vào nhìn thì khá đẹp luôn, những cái giắc này là vàng đồng còn đây luôn. Và dòng này nó cũng có hỗ trợ để chơi đĩa than. Đây nè quý vị. Tiếng gì nó kêu nhỉ. Rồi made in Japan. Công suất tiêu thụ là 207W nha. Nó đánh nếu như đánh một cặp loa thì loa từ 4 ôm trở lên luôn nha quý vị. Và với công suất là 320W cho hai loa đối với loa 4 ôm. Còn đánh A cộng B là quý vị nhớ là phải hai cặp loa đó là đều cùng trở kháng 8 ôm trở lên thì mới đánh được nha quý vị. Quý vị nhớ đánh dây nguồn của nó gì, dây nguồn dính luôn, không phải là dây nguồn rời. Nên tất nhiên là nó là như vậy nè quý vị. Đây. Rồi bị quay sơ một lượt trên lưng quý vị nhìn cũng không mớp mé gì nha quý vị. Không bóp nét. Nói chung là cái con này với cái mức giá rất là bình dân nhưng mà đánh phối ghép được nhiều loa quý vị, và ngoại hình là vô cùng sang trọng luôn, thiết kế rất là chỉnh chu. Quý vị nhìn nè, rất là chỉnh chu luôn. Ở cái phần này quý vị đã thấy có thêm một cái vòng nhựa cứng ở phía đây nữa quý vị. Đây, con âm ly này đẹp xe. Và cái phần đĩa than của nó thì nó hỗ trợ cả kim MM và kim MC luôn nha quý vị, cả hai cái dòng kim này luôn. Rồi bây giờ bi tháo bên trong ra và bi test nhạc. Quý vị nhớ là hai cái má gỗ này cũng rất là đẹp quý vị, cực kỳ đẹp luôn nha. Con âm ly này với mức giá là 8 triệu 500 ngàn thôi và đánh loa từ 4 ôm trở lên, công suất khủng nha quý vị, 320W cho loa 4 ôm, hai loa là rất là khủng rồi. Dòng này là lá chạy mạch class A nha quý vị. Đây nó để lên đây quý vị nhìn nè, mạch super optical class A luôn nha. Rồi bây giờ xin mời tất cả cùng theo dõi ở bên trong của cái con âm ly này và sau đó Bi test nhạc. Và quý vị nhớ đăng ký kênh của Bi để khỏi bỏ lỡ những cái video mà mình up lên nha quý vị. Rồi sau khi Bi tháo vào bên trong, quý vị nhìn còn rất là đẹp luôn, tăng phô thì cực kỳ lớn nha quý vị. Bốn cái con tụ bự nằm chính giữa nè. Dòng này thì nó chạy 8 con sò và than móc phết nha quý vị. Quay thì có thấy sò than không ta? Nè, nó nằm ở đây nè quý vị nha. Ở bên đây 4 con. Và phía đây 4 con ở đây. Mở ra là chúng ta nhìn là chúng ta sẽ thấy liền nha. Ở trong cái tầm giá mà chưa tới 10 triệu thì cái con này về ngoại hình rất là sang trọng rồi. Còn chất âm quý vị nếu như ghép với những cái dòng đôi loa mà tầng bát 2 tấc rưỡi trở lại, đặc biệt là dòng JBL thì vô cùng hợp lý luôn quý vị. Bây giờ bây sẽ test nhạc luôn nha quý vị, một con thôi và mức giá là 8 triệu 500 ngàn. Quý vị alo cho bây nha quý vị. Thank you.
bao nỗi nhớ. Trời làm cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó phôi pha vào sương gió, những đêm mơ tính nhỏ, cười nhớ thua hậu trường, tâm tình thường hay ngỏ. Trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa rơi qua phố buồn, chạnh lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề, cùng đưa đón nhau về, ấm đôi ngần tình trẻ. Một người xa cuộc đời, một người đêm tay đôi, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe xa buốt tim, dù anh vào kỷ niệm thao thức chọn ca một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa gặp đâu. Nhưng vẫn nhớ nhau đôi, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thấu chân nơi tính nhỏ, nỗi nóng cả mặt đời, mối tình thời xa ấy. Giờ đây đường ai lối, mưa gió về buồn nào. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề, cùng đưa đón nhau về, ấm đôi nhân tình trẻ. Một người xa ngang cuộc đời, một người đêm tay gối, chia ly có gì vui. Trời mưa chọn cả một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập lâu. Thành hậu tan nhưng vẫn nhớ nhau buồn, biết em giờ và từ đó những đêm trời mưa gió, thấu chân người tình nhau, nỗi nóng cả một đời, mối tình thời xa ấy. Giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào nguôi. Và từ tình thời xa ấy, giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào.